Trương Mỹ Lan mặt tái mét khi nghe án tử và những lời nói cuối cùng đau xót. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT, tiểu sử người nổi tiếng. Các bạn thân mến, vụ án Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát về những cáo buộc nghiêm trọng về lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận trong thời gian qua. Và sau hàng loạt những phiên tòa đầy căng thẳng thì cuối cùng bà Trương Mỹ Lan cũng đã phải nhận lấy mức án tử hình đầy xứng đáng. Vậy khi phải đối mặt với làn danh sinh tử như thế, bà Trương Mỹ Lan đã có những phản ứng và lời nói như thế nào? Liệu bà Lan có giữ được dáng dấp của một nữ doanh nhân thành đạt khi phải đứng trên vành móng ngựa hay không? Hình ảnh của Trương Mỹ Lan trong phiên xét xử lần thứ hai. Chiều ngày 17 tháng 10 năm 2024, bà Trương Mỹ Lan đã tiếp tục có mặt tại phiên tòa xét xử để nghe hội đồng xét xử tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án vụ đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Trái với những lần với ảnh khóc lóc như những lần xử án trước đây, trong buổi xét xử lần này, bà Lan xuất hiện với khuôn mặt tự tin và phần nào đó là vui vẻ hơn rất nhiều. Và khi nhìn vào hình ảnh này, nhiều người đã đưa ra suy đoán có lẽ bà Lan đã dần chấp nhận được mức án tử của mình. Hoặc có thể là chính sự tự tin của bà Lan về việc mình có thể giảm án. Nhưng liệu bà Lan có được giảm án như mong muốn? Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tù trung thân cho tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 12 năm tù về tội rửa tiền và 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt chung là tù trung thân. Hội đồng xét xử nhận định Viện Kiểm sát truy tố bà Trương Mỹ Lan là đồng phạm là đúng người đúng tội, không oan sai. Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu, có hành vi sai phạm đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Diễn ra trong thời gian dài, xuyên suốt, hành vi của bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo trong vụ án thực hiện một cách tinh vi và phạm tội nhiều lần. Hội đồng xét xử cũng cho biết bà Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ và hội đồng xét xử đã xem xét, đó là thành khẩn khai báo, có thành tích trong việc phòng chống đại dịch Covid-19. Bà Lan đã trên 60 tuổi, có nhiều đóng góp cho xã hội, có khắc phục hậu quả. Theo hội đồng xét xử qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, hội đồng xét xử nhận thấy ở tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Trương Mỹ Lan là người chi phối điều hành, chỉ đạo, quyết định mọi hoạt động của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp nhân thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát bà Trương Mỹ Lan là người đưa ra chủ trương và chỉ đạo phát hành trái phiếu doanh nghiệp, quyết định sử dụng 4 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát là An Đông, Sun Diwon, Quang Thuận và Zeta phát hành 25 mã trái phiếu khống với tổng khối lượng 308 triệu 691.388 trái phiếu, chạy dòng tiền khống để hợp thức nhà đầu tư sơ cấp cho số trái phiếu phát hành. Sau đó, thông qua công ty chứng khoán, bán trái phiếu cho hàng ngàn người dân, nhà đầu tư thu tiền về sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích phát hành trái phiếu, chiếm đoạt số tiền gần 31.000 tỷ đồng của 35.824 bị hại. Ở tội danh rửa tiền, Hội đồng xét xử xác định từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, Bà Lan đã chỉ đạo thuộc cấp chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng SCB hoặc cho cá nhân pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.748 tỷ đồng do bà Lan phạm tội mà có vào các mục đích khác nhau như trả gốc lãi trái phiếu, trả nợ các khoản vay tại ngân hàng SCB, thanh toán các khoản chi cá nhân của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan. Ở tội danh vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, hội đồng xét xử cho rằng trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bà Lan giao cho cấp dưới lập các hợp đồng khống mua bán cổ phiếu, vốn góp tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty tổ chức ở nước ngoài đều là các công ty ma thuộc quản lý điều hành của các cá nhân thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cùng theo hội đồng xét xử, từ các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống ngân hàng SCB. Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 4,5 tỷ đô la Mỹ. Hội đồng xét xử nhận định tại phiên tòa vắng mặt người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không ảnh hưởng tới quá trình xét xử không ảnh hưởng tới quyền lợi của những người khác Hội đồng xét xử cũng cho rằng việc xét xử vắng mặt gần 36.000 bị hại cũng không cản trở việc xét xử, không ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của những người mua trái phiếu. Hội đồng xét xử cũng cho biết, quá trình xét xử, hội đồng xét xử đã nhận được nhiều đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại, trong đó có hơn 1.000 đơn không thuộc phạm vi xét xử trong vụ án này, có nhiều đơn yêu cầu giải quyết nhưng chưa được làm việc trong quá trình điều tra, đã được tòa đưa vào tham gia tố tụng với tư cách bị hại. Từ đó có thể thấy, trái với hy vọng của Bà Lan, khi bà không những không được giảm án mà còn phải nhận thêm mức án tù trung thân cùng mức án tử ở giai đoạn 1. Ở giai đoạn 1 vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tử hình về tội tham mô tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là buộc bà Lan phải chấp hành án tử hình và cuối cùng khi mức án tử vang lên, người đàn bà ấy đã thay đổi thái độ ngay lập tức. Mặt bà ta tái mét vì run sợ. À, thì ra người giàu cũng sợ chết. Dù có sức lên mình bao nhiêu viên đá quý, ngồi trên đống tiền hay có trong tay hàng nghìn tỷ, Trương Mỹ Lan cuối cùng nhận về con số âm với mức án tử hình. Trải qua hai giai đoạn xét xử, án tử hình được tuyên ở phiên sơ thẩm, nhưng với tính cách của một kẻ đứng trên đồng tiền như bà Lan, khó có thể chấp nhận mức án kinh khủng này. Hiện vụ án này, tòa nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý theo trình tự phúc thẩm vì có kháng cáo của bị cáo Trương Bị Lan và người liên quan. Đau đớn hối hận trước tòa. Và đây chính là hình ảnh của bà Trương Bị Lan. Rõ ràng nhận ra trong giai đoạn xét xử lần một của vụ án với hình ảnh đầy tự tin trong ngày 17 tháng 10. Khi tòa công bố mức án tử hình trong ngày 12 tháng 4 năm 2024, bà Lan loạn trọng được công vững, được các cảnh sát đỡ, ngay sau đó bà cố chấn tĩnh tiếp tục đứng nghe cho đến khi kết thúc phiên tòa. Về thiệt hại của vụ án, hội đồng xét xử xác định bản chất số tiền bị cáo Lan chiếm đoạt để sử dụng nên có nghĩa vụ bồi thường cho ngân hàng SCB. Tuy nhiên đến nay đã có một số khoản vay được tất toán, bị cáo Lan cũng nộp thêm một số tiền khắc phục hậu quả nên còn bồi thường hơn 673.800 tỷ đồng. Theo hội đồng xét xử, nhằm đảm bảo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo, tòa buộc bà Lan và các đồng phạm chịu trách nhiệm hình sự trên số tiền thiệt hại là 498.000 tỷ đồng. Nhưng về trách nhiệm dân sự, bà Lan và các bị cáo phải bồi thường thiệt hại là hơn 677.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ của 1.284 khoản vay liên quan đến nhóm của bà Lan và Vạn Thịnh Phát. Sau khi cấn trừ đi một số khoản được tất toán sau thời điểm khởi tố còn là hơn 673.000 tỷ, tòa cũng tuyên tiếp tục kê biên các tài sản để đảm bảo thi hành án. Trước đó, trong chiều ngày 3 tháng 4 năm 2024, sau khi kết thúc phần tranh luận bổ sung của luật sư và các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng đồng phạm được nói lời sau cùng. Bị cáo Trương Mỹ Lan nói mình là bị cáo duy nhất phải đối diện với hình phạt cao nhất trong vụ án tử hình. Bị cáo Lan vừa khóc vừa nói, trở về trại tạm giam hàng đêm, bị cáo luôn danh dứt tại sao bị cáo và gia đình phải lâm vào hoàn cảnh bi đát như vậy bị cáo nói vẫn nhớ rõ vào đêm bị bắt tạm giam và từng ngày trong trại tạm giam. Những tháng ngày chịu những cái rét của mùa đông miền Bắc hay những ngày nóng bức của phía Nam. Bị cáo Lan nói tiếp, có nhiều lúc tuyệt vọng đã từng nghĩ đến sự giải thoát vì đã dẫn thân mình vào thương trường. Bị cáo nghĩ hoàn cảnh chồng và cháu cũng đang bị tạm giam như muối sát vào lòng. Ngừng một lúc, bị cáo tiếp lời, tôi là người mà con mèo con chó còn không dám hại, vì sao tôi phải như ngày hôm nay. Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, gia đình bị cáo tuy là người Việt gốc Hoa nhưng bản thân chỉ có một quốc tịch Việt Nam. Sau thống nhất, gia đình đã toàn tâm toàn ý gây dựng cơ nghiệp. Bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều để rồi hôm nay đối diện với bước ngoặt định mệnh bị đề nghị mức án tử hình. Bị cáo Lan khóc nức nở và nhấn mạnh. Chủ tòa liên tục trận an, nhắc nhở bị cáo Lan bình tĩnh để nói lời sau cùng. Vì sự thiếu hiểu biết pháp luật và không đo lường được lòng người. Vì tôi tin và hy vọng có thể thực hiện được đề án tái cơ cấu thành công SCB bị cáo đã vận động bạn bè, gia đình người thân trong và ngoài nước đã mang tiền bạc, công sức vào đề án tái cơ cấu này. Trình bày trước tòa, bị cáo nói không tin là đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã cáo buộc bị cáo là người thâu tóm, chủ mưu, cầm đầu và chi phối SCB là một doanh nghiệp nên hiểu biết pháp luật chắc chắn hạn chế. Bị cáo cho rằng mình làm sao hiểu được những cáo buộc, hành vi mà Viện Kiểm sát đã truy tố. Bị cáo Lan tha thiết xin hội đồng xét xử xem xét lại tội danh tham ô đối với bị cáo, đồng thời đề nghị xem xét lại các doanh nghiệp hiện nay đang vay tại SCB nằm trong 1.284 khoản vay với khoảng 300.000 tỷ đồng không thuộc trách nhiệm của mình. Bị cáo Lan nói thêm, những ngày diễn ra phiên tòa, bị cáo luôn nghiêm túc và tự nhận trách nhiệm của mình về hành vi vi phạm quy định cho vay của các tổ chức tiến dụng. Xin hội đồng xét xử không xem bị cáo là người cầm đầu, chủ mưu trong vụ án này. Theo bị cáo Trương Bị Lan, sự thất bại trong quá trình tái cơ cấu SCB khiến cho tim bị cáo đang bị dì máu vì không phải bị cáo làm dở, vì bị cáo đã làm hết sức mình, đặt mọi tâm huyết công sức của cá nhân, gia đình, bạn bè trong và ngoài nước vào SCB. Bị cáo Lan cho biết trước đây, gia đình bị cáo luôn được xung vầy, đoàn kết bên nhau, nay vụ án xảy ra nhiều người đi tù, gia đình tan nát mỗi người một ngả, không biết còn có cơ hội gặp nhau nữa hay không. Có được cùng nhau ăn chung với nhau một bữa cơm nữa hay không? Bị cáo nói trên chiếc xe tù dẫn dài từ tòa án về trại giam, tôi chỉ ngước mắt nhìn những người thân bên lề đường. Liên tục xin được giảm án. Và mặc dù đã phải nhận lấy mức án cao nhất sau những vi phạm của mình, thế nhưng trong thâm tâm bà Lan vẫn nuôi hy vọng có thể thoát khỏi án tử đầy đau đớn này. Sau hàng loạt đơn xin giảm án của bà Lan, thì trong sáng ngày 4 tháng 10 năm 2024, sau 4 ngày tạm nghỉ, phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử giai đoạn 2 vụ vạn thịnh phát tiếp tục với phần đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án. Viện kiểm sát đánh giá bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đã yêu cầu các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát nộp khắc phục hậu quả 356 tỷ đồng, tham gia các hoạt động từ thiện có lý lịch và nhân thân tốt. Viện kiểm sát cũng cho rằng bà Trương Mỹ Lan phạm tội trong thời gian dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội với thủ đoạn tinh vi và phạm tội hai lần trở lên. Trên cơ sở đánh giá, cân nhắc tăng nặng và giảm nhẹ hình phạt đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan tù trung thân về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 đến 13 năm tù về tội rửa tiền và 8 đến 9 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị tù trung thân. Các bị cáo còn lại, viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt từ 24 tháng tù đến 27 năm tù. Về dân sự, Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc bà Trương Mỹ Lan bồi thường toàn bộ thiệt hại, dựng nguyên sự tự nguyện khắc phục hậu quả của bị cáo, tịch thù những tăng vật có liên quan, tiếp tục kê biên bất động sản của Trương Mỹ Lan. Theo viện kiểm sát, qua tài liệu trong hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa có cơ sở khẳng định, ở tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Trương Mỹ Lan là người chi phối điều hành, chỉ đạo quyết định mọi hoạt động của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp nhân thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, là người đưa ra chủ trương và chỉ đạo phát hành trái phiếu doanh nghiệp chủ trì họp bàn với các nhân sự chủ chốt của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB, công ty TVSI quyết định sử dụng 4 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát là An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Secha phát hành 25 mã trái phiếu khống với tổng khối lượng 308 triệu 691 388 trái phiếu, chạy dòng tiền khống để hợp thức nhà đầu tư sơ cấp cho số trái phiếu phát hành, sau đó thông qua công ty chứng khoán bán trái phiếu cho hàng ngàn nhà đầu tư, thu tiền về sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích phát hành trái phiếu tính đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền gần 31.000 tỷ đồng của 35.824 bị hại ở tội danh vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. Viện kiểm sát xác định trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bà Trương Mỹ Lan giao cho thuộc cấp lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty tổ chức ở nước ngoài. Tại các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống ngân hàng SCB. Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỷ đô la Mỹ, chuyển đi 1,5 tỷ đô la Mỹ nhận về 3 tỷ đô la Mỹ. Ngoài hai tội danh nêu trên, viện kiểm sát khẳng định bà Trương Mỹ Lan còn phạm tội rửa tiền, cụ thể là từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng SCB hoặc cho cá nhân pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu. Hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.748 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan phạm tội mà có vào các mục đích khác nhau như trả gốc lãi trái phiếu, trả nợ các khoản vay tại ngân hàng SCB, chi phí lại vay, chi phí hoạt động của ngân hàng SCB, chi khác. Ngoài vụ án mà hội đồng xét xử đang xét xử này, trước đó trong giai đoạn 1 vụ án, bà Trương Mỹ Lan đã bị hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tử hình, tổng hợp hình phạt chung cho các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tham ô tài sản và đưa hối lộ. Bà Lan đã kháng cáo và hiện tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Chí Minh đang thụ lý theo trình tự phúc thẩm. Gia đình Trương Mỹ Lan vươn vòi bạch tuộc thế nào? Nhìn vào hình ảnh của bà Trương Mỹ Lan hiện tại, có lẽ không ít người sẽ cảm thấy nuối tiếc cho số phận của một nữ doanh nhân đầy tài năng này bà Lan tên thật là Trương Mỹ Lan, tên gọi trước Trương Muội, ngày sinh 13 tháng 10 năm 1956 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trương Mỹ Lan là doanh nhân người Việt gốc Hoa nổi tiếng. Bà là sáng lập viên và hiện tại đang nắm giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần Vạn Thịnh Phát, tập đoàn Vạn Thịnh Phát, một trong những đơn vị kinh doanh nhà hàng, khách sạn và bất động sản lớn nhất Việt Nam. Chồng của bà Trương Mỹ Lan là Eric Chu Napki, Chu lập cơ, được biết đến tư cách là thành viên hội đồng quản trị của Vạn Thịnh Phát Holding Group, ông đồng thời là doanh nhân nổi tiếng của làng bất động sản Hồng Kông. Họ có với nhau một người con chung là Chu Duyệt Phấn, sinh năm 1994. Năm 2024, cô trở thành tân chủ tịch ZS Hospitality Group, một trong những công ty con thuộc chuỗi hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát khi mới 22 tuổi. Bà Mỹ Lan có hai cháu ruột là Trương Lập Hưng và Trương Huệ Vân, trong khi Trương Huệ Vân được biết đến với tư cách là vợ của chàng nghệ sĩ đa tài Thanh Bùi. Trước khi trở thành bà chủ quyền lực của Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan đã được biết đến với biệt danh Thiên Tài Kinh Doanh từ thời điểm còn rất nhỏ. Ngay từ độ tuổi thiếu niên, cô nữ sinh Mỹ Lan đã biết tự kiếm tiền bằng việc kinh doanh mỹ phẩm. Theo South Morning, Nhật báo Hồng Kông, năm 16 tuổi bà gặp Eric Chu Nạp Kỳ thì ông đang buôn kẹp tóc. Họ lấy nhau và bắt đầu hợp tác kinh doanh. Thành tựu nổi bật nhất trong sự nghiệp nữ tướng họ Trương chính là việc Vạn Thịnh Phát và vào bạch tuộc của Vạn Thịnh Phát cũng đã khiến nhiều quan chức đến thời điểm này vô cùng khôn đốn, thậm chí có người rơi vào vòng lao lý, có những quan chức đứng đầu các tỉnh thành ngã ngựa. Vào năm 1992, nhận thấy tiềm lực tài chính và kinh nghiệm kinh doanh đã đủ, lẫn tiềm năng lên ngôi của ngành nhà hàng khách sạn, vợ chồng bà Trương Mỹ Lan quyết định lập nên công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát, chuyên cung ứng dịch vụ ẩm thực, nghỉ dưỡng sau đó mở rộng ra kinh doanh trên lĩnh vực bất động sản trong bối cảnh nhà đất lên cao từ cuối những năm 90 đến nay, Vạn Thịnh Phát gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng và trở thành đế chế giật ngôi đầu những đơn vị chuyên bất động sản lớn nhất Việt Nam. Năm 2024 là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ đại gia họ Trương khi được con tinh thần Vạn Thịnh Phát chính thức cổ phần hóa với số vốn điều lệ là trên 6.000 tỷ đồng. Số vốn này đã tăng lên 12.800 tỷ đồng vào năm 2024, trong đó số cổ phần của bà Trương Mỹ Lan, thuyền trưởng của tập đoàn lên đến trên 80% đây cũng đồng thời là dấu mốc để khẳng định được sự thống trị và thăng hạng của Vạn Thịnh Phát trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới sự dẫn dắt của vị thuyền trưởng tài ba Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát Group Holding Đình là hệ sinh thái rộng lớn, sở hữu đa dạng những công ty con hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau và phân bổ chi nhánh trên toàn quốc lẫn nước ngoài. Tiêu biểu nhất có thể kể đến như công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần đầu tư An Đông, vốn đăng ký 9.000 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư Times Square Việt Nam, vốn điều lệ 2.100 tỷ đồng, thuộc sở hữu của ông Chu Nạp Kỳ Rick chồng bà Trương Mỹ Lan và công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula, vốn đăng ký 18.000 tỷ đồng, là tên tuổi bất động sản có tên tuổi, đề chế của doanh nhân Trương Mỹ Lan luôn gây sốc cho dân trong ngành đến công chúng với hàng loạt những thương vụ thôn tính đất vàng tại những khu vực đắc địa bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh, tạo ra những siêu dự án khủng. Theo nguồn tin chưa chính thức, Vạn Thịnh Phát của bà Mỹ Lan là chính chủ trì đã xuất trên 10.000 tỷ đồng để sở hữu tòa tháp Vincom Center A thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích kinh doanh dịch vụ của mình. Đây chính là tòa trung tâm thương mại lộng lẫy Union Square tại trung tâm quận 1. Doanh nhân Trương Mỹ Lan còn được giới đầu tư đặt cho với biệt danh bà chùm của phố đi bộ Nguyễn Huệ khi nắm trong tay hàng loạt những dự án sang trọng quanh khu vực này không thể không kể đến như Times Square, Vạn Thịnh Phát Office Building, khách sạn Dusit. Trong năm 2024, công ty con của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần An Đông xác nhận chính thức bỏ ra hơn 700 tỷ đồng để sở hữu dự án Thuận Kiều Plaza để phục vụ mục đích kinh doanh dịch vụ thương mại. Thế nhưng đúng trong thời điểm đang đứng trên đỉnh cao của quyền lực và danh vọng này, thì bà Lan bất ngờ bị điều tra bởi hàng loạt sai lầm trong quá khứ, để rồi sau đó bà phải đau đớn nhận lấy mức án tử hình trước vành móng ngựa. Có thể nói mức án mà bà Trương Thị Lan phải nhận cho đến ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng với tất cả các tội trạng của bà trong quá khứ. Đồng thời việc bà Lan phải nhận mức án nặng như vậy cũng là một cách nhà nước Việt Nam đánh một hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở các doanh nghiệp Việt Nam về những rủi ro tiềm ẩn nếu không tuân thủ pháp luật và đạo đức kinh doanh để tránh lặp lại những sai lầm tương tự như vụ án Trương Mỹ Lan, các doanh nghiệp cần xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, đặt lợi ích của cộng đồng lên hàng đầu và luôn tuân thủ các quy định của pháp luật. Đồng thời, các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường công tác giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và nhà đầu tư.